kính thưa cô chú anh chị và các bạn, còn đây là toàn cảnh khu vực phía bên ngoài của chợ chùa Bà Chúa Xứ à, ở núi Sam, Châu Đốc. Và đây là toàn cảnh phía bên ngoài nha cả nhà. Dạ không. Dạ không. Đây là chùa Bà nha cả nhà ơi. Đông quá trời đông luôn à. Quá đông luôn. Dòng người quá đông luôn cả nhà ơi. Quá cả nhà ơi. Thank you.
mình không có cúng thì mình có xin lộc được không chú? Mình phải đem lại cúng mình mới xin lộc được hả chú ha? Dạ. Chùa Bà rồi, viếng chùa Bà rồi và cũng viếng cảnh chùa Ông Tây An cổ tự. Dạ bây giờ chúng ta đi, bây giờ mình đi qua bên lăng Thoại Ngọc Hầu nha cả nhà. Ở đây thì công viên tôi thấy rộng rãi và mát mẻ hơn, còn phía bên chùa thì đông đúc bà con quá, đi ngọt gì khói nhang à. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.